thấy người ta mày khủng luôn kỳ, mày thấy chú không bắt 8 độ à. Đi mua than về cho xẻ ra sao độ còn, cho ớt con này cho nướng hơn 2 kg này cái đậu như đây nướng rồi, cho nướng trời ơi mà thấy ngon quá mà không dám ăn ta nướng mới ngon. Úc bắt cá thì hàm chết rồi. Tay một con nhìn nó mới đã không mắt. Cầm hai con cá gần gần với nhau đó, cho nó đẹp nha, không được luôn. Rồi. Hai con cầm gần với nhau nhìn cho nó đẹp mắt rồi. Từ từ. Úc hay dễ lắm. Đúng khoan. Hai con sẽ khác nhau xíu nữa nó mới định khác với nhau nó vô mà giữ rồi ồ nó dậy rớt luôn vậy hả ồ mà nó khủng khiếp luôn rồi lương này phi ấy là chưa ồ cái tri vàng này cả nhà ồ ngủ nó quắt nè cả nhà thấy khủng khiếp không nghe không ồ ồ đấy đừng gần quá nó khác màn hình ấy ồ đã nóc rồi cứ làm ý. Trời ơi luôn. Trời ơi nó mập khủng khiếp luôn. Lấy lựa lương lứa đây cả nhà. Lương lứa bán nó giá gấp đôi cái kia. Ô, đi được không nó. Ni lương này cả nhà. Thì cho miếng đèn lên cho thấy lương nó đẹp. Giớt này không? Không còn có ấy đâu. Không được. Rồi được. Được rồi. Trời ơi ngon khủng khiếp cái trời ngon bắt. Vàng má phát luôn cái này. Còn đâu nữa hả? Vậy. Còn đâu nữa phải không? Đâu. Thôi vậy thôi. Cá này. Rồi cả nhà xem chia sẻ video giúp Tám. Cảm ơn cả nhà. Cái đỡ không thầy? Cỡ đó. Đường ngon nha. Ừ. Dạ. Để vô cái đi. Có con nào ngon. Dạ. Bắt rồi cả nhà. Có hai tay để nó vũ rớt nữa chùm nhem nó vô hèm nữa. Ồ ồ cá đó ngon rồi cả nhà. Rồi. Trời ơi. Rồi. Ủa, bắt. Được con nó được á. Được phải không? Ừ. Bắt ham chết chưa cả nhà. Đã. Úc mà. 1 tỷ. Ủa con cá bự mới đây đâu rồi ta? Úc này Úc em Úc mình. Úc. Ừ. Rồi soạn vô ấy đi. Đây Tám đi nè. Nay đi mà có caramel của Tám heo chắc vậy không nổi luôn. Cá bự ra. Đã. Lương không lớn. Cá he cá bự mà không lớn. Cá bự con mập ghê luôn. Ba cá con này chết rồi. Rồi hết, cầm vậy. Đến nè. Đừng gỡ nè cả nhà. Để nghe mình ra bắt ra để mình quay test cho nó rõ rồi cả nhà. Coi có lên đèn không sao? Ê, đèn led lên không? Ghê chưa? Đèn led lên không? Lên hả? Nhảy đây. Ghê không? Nhảy. Con bông chạy ghê không? Không đủ ánh sáng hả ta? Không sáng. Con này có lặn mấy? Hai lặn. Hai lặn. Ừ, rồi. Okay. Bỏ vô cái đầu nó nhủ xuống đây nó nhảy mắt. Rồi vô. Trong đó còn cũng con rắn. Con này nhì nhỏ quá phải không có cần cuốn bỏ vô cho cần cuốn nè. Về nữa nè cả nhà. Không à. Chứ nhồi quá, nó nhồi mà mới ăn.
Ủa, nó nhảy luôn tùng. Đây nè. Rắn là hết. Rắn là hết. Rồng cá trào ở đây với rồng. Lượm cá trào ở đây, lượm đi. Lượm đi. Cá trào nó tung tăng à. Ồ cá trê giếng này nó bự dữ ha. Ừ, năm nay với cá trê bự mà đều cái cỏ cao quá với cá nhỏ lộn nhiều đó. Rồi. Khó bắt. Có nhưng mà có lưa hô bắt được, chích từ chậm rãi bắt được. Còn chích ào ạt là hô luôn. Ào ạt là nó nho chưa. Này cũng được, sao anh hai không bắt lên nè. Lương lứa đó. Em đậm cao quá như chưa. Cho nay con lươn nhỏ đó luôn đi nay. Bắt chứ sợ không bắt. Được á nay. Được không? Được, con bò bì đó được á. Đây nè. Nó không lên đèn đó. Lươn ngon vớt kìm con nữa. Rồi. Đó con đó đó nay con bò đó. Ờ. Tỏ khả nha anh hai. Tỏ khả đi. Tớ tính đi mấy mèo ngao kìa. Thôi lươn mèo bắt lửa kìa. Không. Nó bữa nào có cá nhỏ nhỏ cho nó. Con nào chết nó ngon để dành muối ha. Cá đồng mừng kìa. Rồi đâu quay sơ chỗ chị hai vào cả nhà kìa. Quay video rồi. Ủa kia có ốc nữa. Nó ra đây con chị hai rồi. Đi chăn nha. Đây quay cho cả nhà. Cua. Ốc nữa. Đây cái đây là chợ cá ốc cô đỡ cá bom khác lên nha cả nhà. Rồi chợ cho mình hổm. Chị hai mới kêu cá. Đây cá rô biển nữa nè cả nhà. Cá rồng rồng nữa nè cả nhà. Vậy đó lấy mấy cô mà. Để mở đèn. Còn nhặt xong nữa nè cả nhà. Rồi chị tính còn mấy con cá này phải ấy vậy để nó nhảy ra. Nó tổng cộng nhiêu chị? 46 với lại 5 ký 2 tính 5 ký. Dạ, tính 90 ký được không chị? 90 à. Rồi chị đi. Cá sao vô màn hình nhìn nó không rõ. Rồi, cho quay sơ qua vòng đây nghe. Đây là chợ với cái bao cát lên nha cả nhà. Cái bao cát lên chạy nằm đây là bên trái.